Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 bộ truyện Nắng trên đầu ngọn cỏ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ông ngoại cô Trinh mất trong chiến tranh khi bà ngoại mang thai. Đến khi bà ngoại sinh thì lại sinh ra một cặp. Ông Hai Tơ ra trước nên làm anh, còn mẹ cô Trinh là bà Gắm. Bà ngoại ở dạy nuôi hai đứa con, đất đai thì nhiều lắm, nhưng chiến tranh nên cũng đâu có làm được. Giải phóng rồi, bà ngoại còn một mẫu ruộng và 5 công dòng. Gia đình một mẹ hai con cùng sống sung túc. Rồi tập đoàn tập điếc gì đó lấy hết đất của bà chia cho người không có đất. Bà ngoại chỉ còn có 5 công dòng. Sau đó tập đoàn trả lại một số. Bà bán đồ bán tháo lấy tiền cưới vợ cho ông hai và cất cho ông cái nhà ở kế bên vì bà hai không chịu làm dâu với mẹ chồng và em chồng. Ông hai và mẹ cô Trinh là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau lắm về khuôn mặt và tính tình. Ông hai Tơ ăn hiếp bà ba Gắm lắm. Hồi nhỏ chơi chung hay giành phần hơn, bà Gắm sợ ông anh ra mặt. Không biết ông hai quen bà hai trong dịp nào và ở đâu mà dắt về kêu bà ngoại cưới. Đám cưới cũng lớn nhưng không có đàn gái. Rồi ông bà ở riêng kế bên nhà. Trong mắt bà hai không có bà ngoại và mẹ cô Trinh. Được cái ông hai cũng có hiếu lắm. Bà hai sanh hai đứa con, chị Tú và anh Thanh, thì bà ba Gắm mới có chồng là ông Út Thọ. Ông Út không có gia đình nên đi làm thuê làm mướn tứ xứ, gặp cô Gắm rồi yêu. Bà ngoại đồng ý gả nhưng bác rể. Từ hồi ông Út Thọ về ở chung, ban đầu cũng hợp ý ông Hai Tơ lắm, vì có đàn ông kề cận lo lắng cho mẹ ông nên ông cũng yên tâm. 5 công dòng hai anh em cùng làm, sản phẩm thu được bán ra rồi chia nhau. Ông hai cũng sòng phẳng với ông Út, vì đó là tiền để ông bà ba Gắm nuôi mẹ mình. Bà hai dù tính nết hay xì xò nhưng sợ chồng nên chỉ dám nói lén hoặc chửi phong long khi không có ông hai ở nhà, chứ trước mặt ông bà cũng không dám nói gì. Khi bà ba mang thai cô Trinh thì bà hai cũng mang thai nhưng nhỏ tháng hơn. Ngay ngày bà ba chuyển bụng, ông Út chưa kịp đưa bà đi bệnh viện để sinh thì bà ngoại bỗng bị đột quỵ ngất xỉu. Bà ba hoảng kinh hối ông hai và ông ba đưa ngoại đi bệnh viện, còn bà sẽ tự đi một mình. Ông hai lật đật ra lệnh cho bà hai phải đưa bà ba đi sanh để ông ba cùng đi theo ông chăm sóc mẹ. Bà hai ậm ừ cho qua. Khi hai ông đưa ngoại đi rồi, bà ba thấy bà hai cứ trùng trình, ý không muốn đi, nên qua hàng xóm nhờ gọi giùm Honda Ôm. Mà nghiệt ngã thay, Honda Ôm xóm này chỉ có 2 chiếc đã chở hai ông và bà ngoại đi rồi. Cuối cùng, bà ba cũng một mình tới được bệnh viện. Dù cơn đau bụng thúc từng hồi, nhưng bà cũng cố gắng đi dò la tin tức của bà ngoại. Mới hay, xe Hồng Thập Tự đã chở ngoại lên bệnh viện tỉnh. Nghe tới đó, bỗng nhiên bà đau bụng dữ dội. Một lát sau thì sanh ra cô Trinh. Nằm trong phòng sanh chỉ có một mình, không người thân. Bà ba chỉ lo cho mẹ mình không biết ra sao. Đột quỵ nguy hiểm hơn cả tai biến. Mà tại sao mẹ bà lại bị đột quỵ chứ? Bác sĩ hỏi ai là người nhà, sao sinh đẻ lại đi có một mình vậy? Bà ba mếu máo kể cho bác sĩ nghe. Bác sĩ thông cảm cho cảnh đơn chiếc của bà, nên kêu một y tá chăm sóc đặc biệt cho bà ba. May sao, y tá đó là bội, người cùng xóm, nên bà ba cũng đỡ tủi thân phần nào. Y tá bội thì còn lạ gì nhà của bà ba nữa. Cô tức mình bà hai, cái bụng của bà hai nhỏ xíu mà lại không đỡ đần cho em dâu trong lúc bà ba một mình vừa cạn. Từ lúc bà ba đến bệnh viện rồi sinh em bé cũng cả nửa ngày, cũng chưa thấy bà hai tới. Chị dâu gì mà bất nhân, mà không có tình người dạy hôn. Để coi, tới ngày bà sanh mà gặp nhầm tôi trực, coi tôi xử bà ra sao cho biết. Bà ba cười cười. Thôi, kệ đi bội ơi. Ai có phước phần nấy mà lo gì. Đến ngày bà ba xuất viện thì chính bội đưa bà về. Cũng may trước đó, ông ba đã chuẩn bị sẵn ổ cho bà rồi. Hàng xóm hay chuyện cũng chạy qua phụ trợ.
bà hai làm ra vẻ chủ nhà, chỉ cái này, chỉ cái kia. Y tá Bội không chịu được dáng vẻ làm bộ làm tịch của bà, nên mắt mỏ. Mấy ngày chị ba gắm sanh, sao chớ thấy mặt chị hai vậy ta? Tôi ở bệnh viện lâu vậy, mà chưa từng thấy ai đi sanh một mình, trong khi có người nhà ở nha. Chị hai là chị dâu, mà bỏ mặt em chồng như vậy, coi bộ hơi kỳ à nghen. Trời ơi, không hiểu sao á, mấy bữa đó bụng tôi cũng đau âm ỉ hoài, khó chịu trong mình nên chẳng dám đi đâu hết trơn. Cô ba chắc thông cảm mà, miễn đừng có ai chế dầu vào lửa là chị em tôi không có mít lòng. Y tá Bội xì một tiếng rồi ra về. Bà Tư lớn hơn bà ba chừng chục tuổi, qua phụ xong hơ cơm nước cho bà ba và tám em bé, chờ ông ba về. Một tuần sau thì hai ông đưa bà ngoại về. Vậy là bà ngoại ở bệnh viện thành phố hết 10 ngày. Dù là ở bệnh viện lớn, có đầy đủ thiết bị và bác sĩ giỏi, nhưng di chứng sau cơn đột quỵ làm bà ngoại yếu hẳn. Nghe chuyện bà ba đi sanh một mình, bà chảy nước mắt. Ngoại thì quá rành bà hai rồi, nên miễn bàn. Đầy tháng cô trinh xong, bà ngoại kêu cả bốn người con, gồm con dâu con rể lại dặn dò. Má chắc cũng không bao lâu nữa, có mấy lời dặn hai anh em trước mặt vợ chồng hai đứa. Đất đai mình phần ruộng đã bán cưới vợ và cất nhà cho thằng hai, coi như phần ruộng đã cho hết thằng hai rồi. Con ba là gái thiệt thòi hơn, nên má để cái nhà này lại cho gia đình nó ở. Năm công giường cho thằng hai ba công vì con đông hơn, còn con ba hai công. Anh em phải hòa thuận chung sống, không được tranh giành cái gì nữa, đứa nào cũng có phần của đứa nấy rồi. Tất cả im lặng, coi như vụ tài sản đã giải quyết xong, không có người ngoài xen vào. Tháng sau thì bà ngoại mất. Đám tang ngoại được hai anh em tổ chức trang trọng. Ông hai là trai nên chủ trì đám. Bà ba cũng góp tiền mua quan tài và làm mộ cho bà ngoại. Tiền bà con phúng điếu, bà hai ổn trọn. Dòng án lúc đó đang trồng mì, đến khi thu hoạch thì bà ngoại mất cũng đã 100 ngày. Thu hoạch mì xong, ông bà hai cầm tiền chi cho bà ba và nói dày. Đây là phần tiền cuối cùng của cô Dượng trên miếng đất này. Mặc dù lẽ ra sẽ chia cho cô Dượng hai công, nhưng suy cho cùng, tôi là con trai lại thờ cúng cha mẹ, nên phần đất hương hỏa này phải do tôi canh tác. Cô Dượng có căn nhà này cũng là quý hiếm rồi. Vợ chồng bà ba gắm há hốc mồm. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì bà cũng nghe theo sắp xếp của anh mình. Ngay cả chuyện bán đất ruộng để cưới vợ và cất nhà cho ông hai, bà cũng chưa từng có ý kiến. Khi mà hàng xóm láng giềng đều nói bà ngoại chỉ có một đứa con trai mà không để vợ mình làm dâu, lại đổ cho em gái như vậy. Nhưng bà ba cũng không phiền trách gì anh mình. Bây giờ hai người đã có gia đình riêng, đã có con cái, đã được má chia phần trước khi mất, mà anh hai lại trở mặt lấy hết, vậy thì gia đình bà sẽ sống bằng cách nào? Ông ba là phần rể nên chẳng dám phản kháng. Bà ba đến lúc này cũng không nhịn được, cãi lại ông hai. Anh nói vậy mà nghe được, tôi là con gái nên đâu có đòi hỏi gì. Má cho tôi cái nhà này vì anh đã có nhà đẹp hơn, rộng rãi hơn. Trước khi mất, má đã kêu hai đứa lại dặn dò ra sao, mà chỉ mới có 100 ngày là anh đã quên rồi à? Xưa nay tôi không tranh giành gì với anh hết, nhưng cái gì của tôi má cho tôi thì anh cũng không thể lấy được. Ông hai hùng hổ. Mày là con gái, nữ sanh ngoại tộc, lẽ ra mày có chồng thì phải theo chồng. Tao vẫn để mày ở nhà thờ, có phải là quá hậu đãi mày không? Năm công đất, trong đó có hai cái nhà, mà còn phải dành nửa công đất để làm thổ mộ nữa, còn nhiều lắm ha mày. Mày dồn cho kỹ coi, ở cái xóm này có người con gái nào hưởng đất của cha mẹ không? Vì gia đình chồng của người ta có đất điền nên người ta không nhận phần của cha mẹ. Còn tôi thì có gì? Tại mày ngu, lấy ai không lấy, lại lấy cái thằng không nhà không cửa, không có miếng đất cắm dùi. Vậy chị hai có hơn gì chồng tôi sao? Cha mẹ anh em nhà cửa của chị hai đâu? Mày trả treo một hồi, tao giọng vô mặt mày à, thứ lì. Anh đánh tôi cũng phải nói, tôi không để cho anh toại nguyện chuyện này đâu. Tao thách mày đó, tao đã sang tên đất hết rồi, nhà này tao cũng đứng tên,
mày biết điều thì cứ yên ổn mà ở, không thì liệu mà dọn đi. Bà ba òa khóc. Tôi là em ruột của anh đó, anh nghe lời ai mà đối xử với tôi như vậy chứ? Bà hai ông ống lên. Cô ám chỉ tôi đó hả? Xin lỗi cô nghe, chuyện nhà của anh em cô tôi không xen vào. Cô mà động tới tôi là tôi giả tét mép đó. Thôi mày ơi, vậy là biết điều với mày quá rồi. Đất ruộng cũng anh làm hết, vợ dành tới đất dòng, nhà má cho tôi anh cũng sang đoạt luôn, làm chó chứ làm anh gì. Mày nói một hồi tao lỗi hỏng mày bây giờ. Bà ba gào lên. Rồi vợ chồng tôi sống sao đây? Ngộ nghe, tụi bay có chân có tay, thằng Thọ sức dốc mạnh khỏe, giật trâu cũng chết à. Đi mượn cho người ta lấy tiền công không khá hơn làm dòng cắt cũng vậy hả? Khá hơn sao anh không đi làm đi? Hồi má còn anh đâu phải là loại người như vậy. Cho nên tôi tin anh. Má nói thì nói, nhưng chuyện đất cát để từ từ tính. Ai dè đâu má mất, mộ chưa xanh cỏ là anh đã côi tình cốt nhục thu mấy công đất rồi. Bà hai xen vào. Nếu cô coi trọng tình cốt nhục thì sao lại khóc lóc khi ảnh không chia đất cho cô? Bà ba quát mắt nhìn bà hai, quát lớn không để mặt ông hai nữa. Chị câm ngay, anh tôi đuôi mù mới lấy thứ vợ như chị. Đừng tưởng bao nhiêu năm nay tôi làm thinh để chị tác oai tác oái mà chẳng biết gì. Chị có coi tôi và má là người bên chồng không? Má bệnh, chị có lần nào cơm dân nước trót cho má chưa? Tôi đi sanh một mình ở bệnh viện mấy ngày, chị có ló mặt ra tới chưa? Chị cũng là loại người vô gia cư, chứ hơn chồng tôi đâu mà bày đặt sang chảnh. Nghĩ ra, ảnh hơn chị 100 lần. Ít ra, ảnh cũng đi làm tiền về nuôi vợ con, chứ không phải nằm ngửa ra chờ chồng nuôi như chị. Bà hai nhìn ông hai, giãy động lên. Anh coi đó, nó nói chị dâu như vậy mà anh làm thinh hả? Ông hai có vẻ xìm xuống, khoát tay. Thôi, cự cãi làm đách gì nữa. Quyết định vậy rồi, vợ chồng mày cứ an tâm mà ở lại nhà này. Tao còn thì không ai dám đuổi xô tụi bay hết. Bà ba hét lớn. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ông hai đứng thẳng người, trợn mắt. Không bỏ qua thì mày làm đách gì tao, nói nghe chơi. Vậy rồi thư kiện ra sao không biết, mà cuối cùng bà ba vẫn ở lại căn nhà đó, vẫn không có miếng đất chọi chim. Lúc bấy giờ cô Trinh chỉ mới có 3 tuổi. Ông ba đi làm mướn, còn bà ba thì may đồ cho bà con trong xóm. Bà ba biết may do bà ngoại chỉ lại, chứ không qua trường lớp gì hết, nên chỉ may những bộ đồ cho mấy bà sồn sồn. Còn con gái thì may ở tiệm lớn cả. May ế, bà ba nhận sửa đồ cho bà con như cô Trinh đang làm hiện giờ. Ông ba giỏi lắm, làm việc nhanh và gọn, nhưng rất tỉ mỉ chu đáo. Ông nhổ mạ hay gạt gì cũng giỏi hơn người ta. Hết buổi rồi, ông phụ chủ nhà gom mạ hoặc lúa chất thành đống để xe bò chở về nhà. Ai cũng kêu ông, nên ông có chuyện làm suốt tháng quanh năm. Nhờ vậy mà gia đình bà ba 3 người sống cũng không thiếu hụt gì. Rồi sau đó, ông ba không làm ngày nữa mà lãnh xác cả đám mạ hay đám lúa. Nếu như một con mạ cần đến 5 công thợ để nhổ, thì ông lãnh một mình nhổ trong 2 ngày. Nắng mưa gì cũng ở ngoài trời, quanh năm bán mạng cho đất, bán lưng cho trời, sức khỏe nào mà chịu nổi chứ. Cô Trinh đã được 10 tuổi rồi, ông bà cho cô đi học như người ta. Được cái cô cũng biết chuyện lắm, về tới nhà, quăng cặp là lau dọn nhà cửa, cơm nước, chén bát, giặt giũ. Mới 10 tuổi mà rành việc như con gái lớn. Vì gia cảnh chưa ổn định nên bà ba không dám sanh thêm con. Cô Trinh chơi với anh Tú, chị Thanh và Lan, con của ông hai rất thân. Nhưng khi có bà hai ở nhà, 4 đứa trẻ thường hay giữ kẻ như không qua lại với nhau. Chuyện đất cát xảy ra đã lâu, hiềm khích giữa 2 anh em mạnh ai nấy dở, còn bên ngoài cũng chẳng ra vẻ thù hằn chi nhau. Nhà nước mở lộ, con đường liên xóm trước nhà 2 người bỗng rộng thênh thang lòi ra mặt tiền. Bà ba lo lắng trong lòng, sợ đất đai có giá, sẽ có ngày ông hai trở mặt lần nữa, đuổi vợ chồng con cái đi, thì bà biết sẽ về đâu. Lúc này, chị Thanh con bà hai đã được 16 tuổi, trổ mã con gái nên đẹp ngời ngời. Chị đi học, trai theo đuổi nhiều lắm. Bà hai sợ chị Thanh hư
nên bắt chị nghỉ học rồi mở một tiệm quần áo may sẵn cho chị cai quản. Chị Thanh cũng nghe lời. Vậy là ông bà Hai cất cho chị Thanh một căn tiệm ở trước cửa nhà, ngay mặt lộ. Từ đó, chị Thanh nghiễm nhiên làm chủ một shop quần áo may mặc đủ các loại. Khách tới mua nườm nượp, có người chê rộng, chê chợt, chê dài, thì Thanh nhờ cô ba mình sửa lại cho khách. Bà ba nhờ vậy cũng có thu nhập. Cô cháu người ta đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau như vậy mà bà Hai nhìn thấy là ghét lắm, càng nhằn Thanh hoài. Tú cũng bênh vực em gái vì nó thương cô ruột của nó. Nhưng cho đến một hôm, bà Hai mướn một thợ sửa đồ về ngồi chần chần trong tiệm. Vậy là bà ba thất nghiệp. Hình như cả nhà ông Hai không ai vừa ý với việc làm của bà Hai, nhưng sợ bà nên dần rồi cũng trôi qua. Ông ba dầm mưa dãi nắng cả chục năm nên cơ thể thấm bệnh lúc nào không hay. Mỗi ngày ông ốm yếu xanh xao. Đến khi bà ba nhìn ra thì tức tốc đưa ông đi bệnh viện điều trị mới tạm ổn. Nhà nghèo ngày càng nghèo. Xóm giềng ghét bà Hai ra mặt. Chỉ là sửa quần áo thôi mà cũng cắt đường sống của đứa em chồng. Nên khi họ đến mua đồ đều không cần sửa mà đem về cho bà ba sửa. Thấy tình trạng này không thể kéo dài, bà ba bàn với chồng. Hay là em còn sợi dây chuyền má cho hồi còn sống, bán ra cũng được một số tiền, để lại cho anh và con phần nữa em làm vốn, theo chị Lẫn đi qua Campuchia làm mắm vài tháng, kiếm mới vốn về anh à. Chứ như vậy hoài, mỗi ngày một nghèo thêm, anh cũng đâu thể nai lưng ra ruộng hoài được. Chị Lẫn mừng ăn khấm khá lắm, rủ em đi hoài, nhưng em không dám. Hôm rồi á, cô số lẻ cũng đi 2 tháng về, bán được mắm đó kiếm được cả cây vàng đó anh. Ờ, thôi thôi, lạ nước lạ cái, rừng thiên nước độc, rủi có chuyện gì á, biết đâu mà tìm. Nói bậy bạ không hả? Liều một chuyến đi anh, chị Lỡn là người có uy tín, nói đâu có đó, lại tốt bụng, giúp đỡ nhiều người trong xóm rồi. Anh cho em đi nghe anh, nếu làm ăn được á, em đi vài chuyến kiếm mớ vốn, rồi mình tìm việc gì á, làm thêm nuôi con. Chứ tình hình này á, em thấy rồi, nghèo chết luôn, có ngày chẳng có cơm ăn luôn anh à. Còn nếu như thất bại á, thì coi như sợi dây chuyền má cho em làm mất rồi, mình tính cách khác hén anh. Bà ba nói ngày nói đêm rỉ rịch bên tai ông ba suốt. Sắp đến cử đi miên của chị Lẫn rồi, lần này cô Sáu Lẻ cũng đi nữa, nên ông ba bấm bụng cho bà ba đi cùng. Lúc ấy cô Trinh mới 12 tuổi. Đêm bà ba đi, dặn dò ông đủ thứ chuyện. Bà đi đến 2 tháng nên không biết nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Có gì cũng ráng chịu nhục chờ bà về. Ở nhà nhớ quan tâm tới sức khỏe, đừng đi làm gian nắng gian nôi, không có bà thì ai mà chăm sóc. Tối, bà ôm cô Trinh hôn khắp mặt mày, dặn ở nhà phải ngoan, đừng cho cha đi mần mướn, kẻo đổ bệnh thì khổ. Ráng đừng bỏ học, để sau này đỡ khổ cái thân. Bà ba đi chỉ một chuyến duy nhất, vì bà đâu có về nữa. Không phải chỉ một mình bà, mà cả chị Lỡn và cô Sáu Lẹ cũng mất tâm luôn. Xóm hoảng hốt như đang chiến tranh xảy ra, và ai cũng ngơ ngác. Ba gia đình đau khổ, không biết tìm người nhà của mình phương nào. Chắc chắn là chuyến đi gặp họa rồi, bằng không sao chẳng có một người quay về. Tinh thần ông ba xuống cấp trầm trọng, đờ người ra như một kẻ đã chết rồi. Tin ba bà đi làm mắm ở miên không về được nữa nhanh chóng lan truyền khắp chốn. Ông Hai dù có đối xử ác với bà ba, nhưng máu chảy ruột mềm, chỉ có 2 anh em mà bây giờ bà ba bạc vô âm tín, để lại chồng con nghèo khổ ở đây. Ông làm sao lại có thể dưỡng dưng được? Ấy vậy mà bà Hai còn rỉ rịch bên tai. Tôi nghĩ con gắm nó chán chồng nên bỏ đi với người ta rồi quá ông. Nói tầm bậy, chị Lỡn và cô Sáu cũng có về đâu. Sao bị với họ được? Họ cũng như con gắm thôi, nhưng họ giàu, con thì lớn nên tự lo. Vợ chồng họ lịch xịch, họ bỏ chồng cũng là chuyện bình thường thôi. Biết đâu ba bà đó đã có 3 ông khác rồi cùng nhau lập nghiệp xứ người rồi. Nói bậy tôi bột tai bây giờ. Em tôi không phải là cái thứ đó đâu. Bà cũng đừng nên quá đáng, tung tin bậy bạ,
tôi mà nghe được là bà khó sống với tôi đó. Cha con Trinh cũng khổ lắm rồi. Tôi làm cậu phải đùm bọc nó. Cấm bà ra vẻ khinh khi kiếm chuyện, đuổi xô cha con nó nghe không? Ông làm như tôi ác mồm ác miệng lắm vậy. Cháu ông cũng như cháu tôi thôi. Nếu bà đừng cắt đường sống của nó, để cho nó sửa đồ cho con Thanh, thì nó có đi làm mắm ở Miên không? Nghĩ cũng ngộ à. Mà tại sao lúc đó tôi không ngăn cản bà vậy không biết à? Không lẽ bị bà bỏ bùa rồi sao? Cô cháu nó hợp tác vui vẻ thì để cô cháu nó làm. Tự nhiên kêu người tới thay là sao? Đất đai má cho nó, tôi cũng lấy hết cho bà rồi. Nhà nó ở cũng không phải của nó. Vậy bà muốn gì nữa chứ? Tôi muốn cái gì đâu. Sao hồi tôi đưa người về sửa đổ, ông không nói, giờ buộc tội tôi tùm lum vậy? Nếu em ông không theo trai thì mần mắm xong về cũng có tiền, chẳng phải mang ơn tôi hả? Nói chuyện với bà mệt quá. Vài hôm nữa rảnh rang, tôi sẽ sang tên căn nhà đó cho con Trinh. Mẹ nó mất rồi, nó cũng phải có cái đảm bảo cho cuộc sống của nó. Chứ lỡ tôi chết trước, bà đuổi cha con nó đi không kịp à? Ông làm như tôi là ác quỷ không bằng á. Ông Hai biểu môi, liếc bà một cái, không xuống gãi gãi chân. Hình như tôi bị bệnh gì đó bà. Có cái một ghẻ nặng mũ ra rồi, mà mấy tháng không lành luôn. Bây giờ chỗ ghẻ đó nó lủng một lỗ sâu hóm, tày hoài luôn rồi. Da thịt gì mà đọc thấy sợ à. Mũi cán gãi trầy một cái cũng thành thẻo nữa. Thấy ghê quá. Đã vậy mà còn bày đặt đi đám ma. Bộ ông không biết một ghẻ cử đám ma sao? Cử con mẹ gì mà cử. Chẳng lẽ hàng xóm chết mình không đi? Bà biết vậy sao không đi thế tôi mà còn nói? Bà Hai trề môi bỏ ra sau nhà. Tú nghe ba mẹ nói chuyện nên đốc ông Hai đi bệnh viện khám. Mấy đứa con ép quá nên ông đành phải đi. Ngờ đâu bác sĩ kêu ông nhập viện vì bị tiểu đường quá nặng. Lượng đường của người bình thường cho phép tối đa là 6.4 mà ông đến 20, gấp 3 bình thường, hỏi sao không nhập viện được. Bác sĩ nói ông mà không cẩn thận, không kiêng cữ ăn uống thì biến chứng như chơi. Dù sang tên nhà cho Trinh phải ngừng trễ lại. Ông Hai nằm viện 10 ngày là 10 ngày cha con cô Trinh sống trong mọi nỗi buồn phiền. Vậy là bà ba chắc đã gặp tai nạn rồi. Đã hơn 4 tháng còn gì. Hai cha con cũng đã hết sạch tiền chi tiêu. Ông ba đành phải đi dọn giường cho người ta nửa ngày kiếm tiền mua gạo. Tuy sức khỏe ông không được như xưa, nhưng hàng xóm thương hoàn cảnh ông. Giả lại, ông làm việc luôn kỹ lưỡng nên cũng tạm thời sống qua ngày. Khi đi làm, ông ăn cơm chủ nhà thì Lan bới một tô cơm lớn làm bộ bưng đi ăn, nhưng nó cố tình đem qua cho Trinh ăn chung. Chị Thanh cũng lén lén cho Trinh chút đỉnh tiền. Trinh nhận hết vì thấy cha mình khổ quá. Trong thời gian này, bà Hai bận biểu vì ông Hai nằm viện nên cũng ít để ý đến Trinh. Không thôi, thế nào bà cũng chửi Lan chứ chẳng chơi. Một bữa, bà Hai qua nhà, thấy dĩa cơm với mấy con cá khô trên đó. Bà biết ngay là ở bên bà đem qua, nhưng chẳng biết đứa nào. Bà liền chụp mũ Trinh. Quá đáng, mày lén qua ăn cắp cơm đó hả? Chết đói tới rồi sao? Trinh chưa kịp nói gì thì bà bưng đĩa cơm lên, đem về nhà, kêu con chó vàng lại ăn. Trinh nhìn theo, cố nuốt nước mắt xuống. Bà Hai vừa nhìn chó ăn, vừa chửi. Ta nói nghèo cho sạch, trách cho thơm. Cái thứ ăn cắp ăn kêu đó mà hổng tàn mạc lụng bại mới lạ à nghen. Thanh nghe mẹ chửi nên bước ra sau. Thấy con vàng ăn cơm trong cái dĩa của Trinh thì hiểu hết. Nó lật đật lên tiếng. Trời ơi, mẹ nói gì vậy mẹ? Là hồi nãy con nhờ Trinh chút chuyện, nó không nấu cơm kịp nên con bớt cho nó chút cơm. Có gì ghê gớm đâu mà mẹ làm rùm như vậy. Nó chưa ăn mà mẹ cho chó ăn, rồi tội nghiệp nó chứ. Ba con mà biết sẽ nghĩ về mẹ thế nào. Mày ống lên binh nó vậy hả? Có ba mày ở nhà cũng không dám nói, huống chi mày. Nó ăn dĩa cơm dư này có làm mẹ nghèo thêm không? Mày cắm cho tao. Bắt chước quân nào mà bày đặt trả treo hả mày? Thanh thở hắt ra nhìn Trinh. Đừng buồn em. Lát nữa chị trả tiền công rồi đi mua đồ ăn dễ nấu cơm ăn. Dượng ba cũng sắp về rồi. Trinh méo máu, tủi thân, khóc không thành tiếng.
Cơm này là do Lan bưng qua, nhưng Trinh chưa ăn kịp, nên Lan trút ra dĩa để đó. Những ngày ông hai nằm viện, ông ba và Tú thay phiên nhau chăm sóc. Ông ba nghe Trinh khóc kể lại mà đau từng khúc ruột, nhưng chỉ để trong lòng mà không dám nói lại cho ông hai nghe. Ông hai nghe ông ba cứ ho khục khặc hoài, nên ái ngại, kêu ông ba về nghỉ ngơi. Tôi thấy Dượng cũng không được khỏe. Hay là sẵn đây, Dượng đi khám luôn đi. Không có tiền, tôi cho nè. Ông ba lắc đầu. Thôi anh, ba cái cảm mạo này ăn thua gì, vài bữa là khỏi thôi. À, mà hình như Dượng không có bảo hiểm y tế phải không? Ông ba gật đầu, ông hai chắc lưỡi. Không có mua bảo hiểm, lỡ có nằm viện, tiền nào chịu thấu. Thôi, lấy tiền nè, đi khám đi. Để về rồi tôi cho tiền mua bảo hiểm. Chứ tôi ngó, coi bộ Dượng cũng không khỏe gì lắm đâu nghe. Con gắm không con, Trinh chỉ trông nhờ vào Dượng thôi. Cậu vẫn còn mợ, dì vẫn còn Dượng, không ai bằng cha mẹ mình hết. Ông ba cảm động, cầm tiền ông hai ra tiệm thuốc, mua vài liều thuốc ho sổ mũi uống, chứ không khám. Tiền còn dư, thay vì trả cho ông hai, ông giữ lại vì nhớ nhà đã hết gạo rồi. Ông ba khinh mình lắm, nhưng biết sao giờ. Vợ chết con đói, người đàn ông như ông không làm được gì, thật nhục. Tú theo dõi, biết ông ba chỉ mua thuốc chứ không khám, nó chạnh lòng. Ông ba biết mình bị bệnh gì mà mua thuốc không có toa bác sĩ chứ. Nhưng Tú cũng không nói ra, nó hiểu vì sao Dưỡng ba nó làm vậy. Tú còn đi học nên không có tiền riêng, thỉnh thoảng dành dụm được chút tiền lén cho Trinh mua gạo. Tú cũng nhìn thấy diễn cảnh đen tối của gia đình cô mình, nhưng giúp bằng cách nào thì nó lực bất tòng tâm. Tú cũng không biết sao mà mẹ nó lại ghét nhà cô ba như vậy. Cô ba có làm gì sai với ba mẹ nó đâu. Đất đai của bà ngoại để lại, ba mẹ nó chiếm hết. Thậm chí, cái nhà cô đang ở, cha nó cũng đứng tên. Tú hứa trong lòng và cũng nói với hai em mình, nếu ba không còn, anh em nó cũng nhất quyết để gia đình cô ba sống mãn đời mãn kiếp ở đây. Hôm nọ, nghe lén ba mẹ nó nói chuyện, biết ba có ý định trả nhà cho Trinh, Tú mừng lắm. Ba mà có ý này thì người mẹ cũng không ngăn cản được. Y tá Bội là người đã chăm sóc bà ba khi sinh cô Trinh. Nghe tin dữ của bà ba cũng tới thăm. Cô vận động bạn bè ủng hộ ông ba được một số tiền. Cô kêu Trinh đến nhà cháu cô học may miễn phí, về may đồ bộ, nhờ Thanh bán giùm. Rảnh rỗi thì sửa đồ cho khách của Thanh. Lúc đó, Trinh mới học lớp 8, nhưng cô ấy đã ý thức được mình không thể đeo đuổi việc học tới nơi tới chốn, nên nghe lời y tá Bội. Con người ta khi đến bước đường cùng, ắt sẽ có lối rẽ. Trinh mới 13 tuổi, đã bộc lộ rõ ràng khả năng may giá. Cô Bội nói sau này, Trinh ra nghề rồi, cô sẽ cho mượn máy may để sinh nhai. Trinh cảm kích cô, không biết nói sao cho hết. 6 tháng, Trinh có thể đắp đồ cho chủ ăn công. Nhìn con bé dáng người thấp tè, nhỏ xíu, cắm cúi bên bàn máy may, ai thấy cũng cảm động. Đến khi Trinh mượn bàn máy của cô Bội về nhà, thì cô cũng có vài ba người khách là thân chủ. Nhờ có sự can thiệp của ông hai, Tú và Thanh, mà Trinh được sửa quần áo cho tiệm của Thanh, không bị bà hai làm khó. Dư ra chút đỉnh tiền, cô mua giải may đồ rồi gửi Thanh bán giùm. Bà hai không biết chuyện này, cha con gì thế cũng có những ngày tháng no ấm. Nếu đời cứ êm ả trôi qua như vậy, thì tại sao cô Trinh và ông Út Thọ lại trôi nổi nơi đây? Chậm kể tới đó, rồi chụp làm biến ngang. Nó đứng dậy, dương vai ưỡn ngực vài cái, rồi nói. Nghe nhiều đó đỡ đi, Quẩn kể tiếp. Câu chuyện còn lâm ly bi đát kinh khủng, chứ không phải dừng lại ở đây đâu. Bà hai còn tung tin bậy bạ về nguồn gốc của cô Trinh nữa, nên lớn chuyện luôn á. Mà thôi á, ngưng, mỏi miệng quá trời rồi. Giờ mình phải đi canh ông thầy anh mới được. Thầy anh dạy thể dục đó hả? Chớ ai? Sao mà canh? Ổng nghĩa cô Trinh chứ sao. Đánh cờ dở ẹt mà cứ qua rủ ông Út đánh hoài. Muốn về cô Trinh, dồn là biết liền. Trình độ cờ của ổng hả? Mình chắp cặp xe
ổng chơi cũng không lợi, bày đặt rủ ông Út. Xời! Nghĩa thì nghĩa, kệ ổng, mắc mớ gì cưng mà canh. Sao không mắc mớ? Mình đã nói cô Trinh phải để dành cho cha à? Hơ, khùng mày ơi! Chậm vừa quay lưng định bước đi, bỗng quay phát lại, bặm môi chỉ vào mặt tôi. Còn kêu bằng mày một tiếng nữa là bô xì luôn á. Năn nỉ một tháng cũng không huề đâu, nhớ chưa? Ghét cái tiếng mày mày đó, thúi con mắt luôn. Rồi nó ngoan ngoãn bỏ đi, tôi mắc cười nôn trong bụng. Vừa xúc gạo nấu cơm, tôi vừa suy nghĩ đến cô Trinh. Ông hai đã suy nghĩ lại, các anh chị em của cô luôn đùm bọc cô. Bây giờ cô cũng có nghề may nuôi cha rồi, cớ sao lại ra nông nỗi này? Hay là bà ba đã giở trò gì? Mà nếu cho bà ba có giở trò thì còn ông hai làm chi? Khó hiểu thật. Vậy rồi ông hai có giao quyền sở hữu nhà lại cho cô Trinh không? Mà cổ phải lan bạc như vậy. Ai, thằng Chậm này, tức cái mình gì đâu á, đang kể ngon trớn tới khúc mất, cái bỏ đi hả? Chắc nó nghe tiếng thầy anh nói chuyện bên phòng cô Trinh nên nóng nảy qua làm kỳ đà. Không lẽ nó muốn cha tôi cưới cô Trinh thiệt sao ta? Mà cho dù chị em tôi và bên nội có chấp nhận thì cũng dễ gì bà ngoại chịu. Nhất là cha tôi, ông có để ý gì đến cô Trinh đâu nè. Cha tôi mà cưới cô Trinh thì chị em tôi phải gọi ông Út là ông ngoại sao? Trời, chắc là bà ngoại nhảy dựng lên như phỏng nước sôi. Nói tới ông ngoại, tự nhiên tôi nhớ tới ông ngoại của tôi. Có biết mặt mũi ông ra sao đâu, nhưng tôi thề là sẽ không bao giờ nhìn mặt và gọi ông một tiếng ngoại nếu sau này có gặp. Nghe nói ông là cháu ruột, kêu bà cụ Tứ bằng gì. Vậy là thế nào, khi ông bà cụ Tứ bệnh hoạn hay trăm tuổi, ổng cũng sẽ về thăm. Chừng đó mặt mũi nào mà nhìn chị em tôi cơ chứ? Thú thật, hồi mới nghe chuyện ông ấy là cháu bà cụ Tứ, tôi muốn hỏi bà cụ về người ông ngoại này để biết nguồn gốc của mẹ. Nhưng chưa có dịp thì xảy ra chuyện mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Lại biết mẹ tha thiết muốn gặp ông ta một lần mà chẳng toại nguyện, đành phải đem sự tiếc nuối xuống mồ, thì từ đó tôi không còn cái ông ngoại đó nữa. Trong lòng phẫn uất, nhưng tôi cũng tự cười mình. Mình quan trọng hóa, chứ có khi ông chỉ nghĩ đó là sai lầm thời trẻ nên mới có mẹ tôi. Giả chăng tôi cũng nghe nói rằng ông và bà ngoại tôi không có mối tình, chỉ là người cần có con và người có nhu cầu xác thịt phối hợp với nhau. Ông đã lỡ tay để giọt máu trong người bà ngoại nên cảm thấy hổ thẹn với vợ mình hay sao? Dù ông có diện trăm ngàn lý do, tôi cũng không thể nào tha thứ khi mà đến phút chót, tâm nguyện của mẹ tôi là chỉ muốn gặp cha một lần, ông cũng làm ngơ. Vậy mà bà ngoại lại nhận tiền của ông để làm gì? Mà còn nhận đến mấy lần nữa cơ chứ? Trưa cha tôi về, thằng Chậm bên phòng cô Trinh nghe tiếng trống trường tan học cũng dọt về trước cha tôi vì ông còn phải trả xe cho học trò. Thấy nó có vẻ hí hửng, tôi cười trêu. Đuổi được thầy An rồi hả? Ai, ổng lì tố mẹ, nghe tiếng trống mới chịu về. Ổng dạy thể dục nên quẩn so lắm, có làm gì đâu, suốt ngày tới ve cô Trinh. Mình cố tình ngồi đưa cái lưng thớt ra án tầm nhìn ổng, cứ ngó chừng cô Trinh hoài. Tôi cười ha hả, ghẹo. Mới có 13 tuổi mà nói lưng thớt. Chậm dương dai ưỡn ngực. 13 thì 13, 13 nhưng người ta lớn tướng, chừng 18 bự con hơn mấy thầy ở đây luôn á. Dạ, đẹp trai nhất luôn phải không? Chậm cười lỏng lẻn, nhìn mắt hung. Ừ, còn phải nói. Chiều hai chị em đi học về, cơm nước xong, Chậm nói với cha tôi. Cha, con đi bộ với ông Út nghe. Cô Trinh nói vừa đi vừa nói chuyện cho ông Út có động cơ mà rèn luyện thân thể. Ừ, nhưng phải về sớm học bài đó. Con biết rồi. Chậm đi hơn một tiếng đồng hồ rồi về nhà. Tắm rửa xong, nó ôn tập dở ra học bài. Hơn một tiếng sau, nó ngáp dài ngáp ngắn. Cha tôi đã trải chiếu giăng bồn sẵn. Nó chui vô, ôm lấy cha. Cha, cha coi đeo đuổi cô Trinh đi. Chứ thôi thầy anh chột mất á nghen.
cha tôi vỗ đột vào lưng nó một phát. Cái thằng này, tối ngày có nhiêu đó à? Con nói nghiêm túc á, chứ không giỡn đâu nghe. Cha mà dục mối này á, sau này á, không dễ chị kiếm được ai bằng cô Trinh đâu. Thôi thôi ngủ đi, mệt quá. Nó nằm ngửa ra, thở dài, gác tay lên trán kiểu người lớn. Con ngứa mắt thầy anh quá trời, ngày nào cũng chạy vô dòm ngó cô Trinh. Cha biết ông Út nói sao không? Cha tôi làm thinh, tôi tò mò hỏi nó. Nói sao? Ông nói thầy anh chỉ nhất thời vậy thôi, chứ nếu thầy biết rõ hoàn cảnh của cô Trinh chắc chắn là chạy mất dép, ở đó mà đeo đuổi. Ông nói vậy nữa nè, cô Trinh có hiếu, bắt ông đi khám bệnh hoài, nhưng ông thấy cô cực quá, lại tiền bạc chẳng có, mần ngày nào lẫm ngày nấy, nên ông chỉ mua thuốc uống bậy bạ, chứ không dám đi bệnh viện. Thậm chí bây giờ chết, ông cũng không dám chết nữa. Ở nhà trọ người ta không cho làm đám ma, mà ông không có nhà cửa, thì làm sao cô Trinh lo hậu sự cho ông được? Tiền đâu mà cô mua rương, rồi chôn cất ở đâu? Mà nếu thiêu thì tiền đâu mà thiêu? Người chết thì yên phận rồi, chỉ tội cho người còn lại. Chị coi khổ sao mà khổ quá trời không biết à. Rồi bỗng nó nổi nóng khen. Mẹ bà, vậy mà con mẹ bà hai lại tung tin đồn rùm trời là cô Trinh không phải con ruột của bà ba mới ghê chứ. Ủa, hồi bà ba đi sanh cô Trinh bà hai biết mà. Thì bởi, cái thứ độc mồm độc miệng mới nói vậy. Bà nói bà ba sinh con xong, đem bán, rồi trên đường về gặp đứa nhỏ ai bỏ rơi ngoài đường đem về nhà nuôi. Trời ơi, cô y tá Bội thiếu điệu muốn ăn tươi nuốt sống bả luôn đó chị. Cô Bội nói chính tay cô chăm sóc em bé từ lúc mới sinh, sau đó cũng chính cô đưa bà ba và em bé từ bệnh viện về nhà. Lọt hồi nào mà bà ba đem bán con? Bà ba chứ bộ bà hai ha, mà làm chuyện mất nhân tính như vậy chứ. Ôi thôi á, bà hai gục mặt luôn. Nhưng sau cuối cùng cũng có tin lan ra ngoài, cô Lĩnh nghe được luôn đó chị. Tôi cười hề hề. Lúc này chậm của chị sao nhiều chuyện quá trừng vậy ta? Hóng nghe chuyện của thiên hạ hoài ha. Vậy chứ chị hổng hóng hả? Nói nghe mít lòng hôn. Mình chỉ quan tâm cô Trinh thôi, còn ai ra sao kể họ. Mà cái bà hai này cũng ngộ thiệt hen. Vậy ông hai đâu lại để cho bà ăn nói tùm lum vậy? Không phải ông hai đã bắt đầu thương cha con cô Trinh rồi sao? Xời, ông hai mà biết là cái miệng bả trách cả gan rồi. Bữa cô Bội lại nhà quậy là ông hai nằm viện nữa đó. Ông ba cũng không có nhà, chỉ có cô Trinh với cô Thanh thôi. Cô Thanh bên cô Trinh dữ lắm, bị bà hai chửi quá trời quá đất. Vậy cô Trinh không có phản ứng gì hả? Khóc không chứ có phản ứng gì bây giờ chị. Cổ sợ bà hai một phép luôn. Mà cuối cùng cô Trinh có được cái nhà hôn mà phải đi ở mướn vậy? Được sao được mà được. Ủa, ông hai hứa rồi mà. Phải, nhưng ông chết ngát khi chưa kịp sang tên rồi còn đâu. Trời ơi. Chậm đổi giọng buồn. Tội ghê hen chị. Khổ sao mà khổ quá trời. Còn nữa chưa hết đâu. Trước khi nghe chuyện cô Trinh mình nghĩ cha con mình là khổ nhất trên đời rồi. Ai dè mình mà xi nhê gì với cô Trinh. Mình dù sao cũng còn có bà nội, còn cha con cô Trinh thì chẳng có một người thân làm thuốc. Mấy chị mấy anh con cậu hai của cổ tuy thương cổ lắm, nhưng vợ cổ muốn gặp cũng đâu có được. Sao vậy? Cổ đâu có về cái xứ đó nữa đâu mà gặp. Cha con dẫn nhau đi, thề không bao giờ quay lại nữa. Cũng cả chục năm rồi đó chị. Một mình cô Trinh nuôi cha. Mà nếu như ông Út đừng có bệnh hoạn gì hết, thì chắc hai người cũng sống thoải mái lắm. Mình nghe nói cô Trinh nghi ông Út bị ung thư phổi, nên ráng cày dành dụm để đưa ổng đi bệnh viện trị đó chị. Mà ông Út cũng ngộ lắm, nhất định không chịu đi khám là không nghe. Ổng sợ cô Trinh hết tiền á. Có bệnh ung thư hay không cũng chưa biết, mà ổng ho khù khủ tối ngày, lại càng ngày càng rút rỉa, ốm nhôm ốm nhách như cò ma. Tôi chặt lưỡi. Thương quá, nhưng mình cũng đâu giúp được gì. Thôi ngủ đi cưng, cưng còn nhỏ, cũng không lo được chuyện lớn đâu. Chậm nằm im một hồi, tưởng nó đã ngủ. Nó dễ ngủ lắm. Ai dè chút xíu là ngóc đầu lên, chống tay lên cằm nhìn tôi,
nói giọng ra. Lẽ nào cô Trinh không phải con ông Út hay chị? Khi nghe người ta đồn thổi, cổ nói dài nè, con ruột cũng được, con nuôi cũng được, đã gọi là cha rồi thì có máu mủ hay không cũng mãi mãi là cha con. Cổ không về khu vực đó nữa, cho nên ai nói gì thì nói, cổ không cần quan tâm, cũng không cần đính chính làm gì cho mất thời gian. Cô Trinh nghĩ vậy là đúng đó. Thôi ngủ đi. Chị buồn ngủ hay gì? Nói một chuyện nữa rồi ngủ. Vậy nói đi. Ông Út kêu cô Trinh á, nếu như ông bị bệnh nan y thì cứ để cho ông chết êm ả. Nhất là đừng đưa ông vô hồi sức cấp cứu. Đừng cho ông thở oxy. Đừng đút ông ăn bằng ống dẫn. Vì lúc đó ông đâu còn biết gì nữa. Giữ lại cái xác thực vật để làm gì khi không có tiền bạc. Bệnh nan y á, thì cái chết chỉ là nhanh hay chậm thôi. Cứ cho ông Út ra đi thanh thản, để cô Trinh có cơ hội tìm một cuộc sống tốt hơn. Chứ cứ cưu mang người cha bệnh hoạn hoại thì làm sao ngóc đầu dậy nổi. Chị biết không, cô Trinh khóc ôi thôi luôn, nhìn mà cầm lòng hổng đặng. Mình mà có tiền là đưa cha giúp cho cô ấy rồi. Nó nói xong nằm xuống. 30 giây sau, nghe nó ngáy phò phò. À, cái thằng. Tưởng nó mang nhiều tâm sự vậy, chắc trăn trở không ngủ được. Ai dè, con nít vẫn là con nít. Tôi biết, cha tôi đã nghe tất cả, nhưng ông chẳng nói gì. Tôi nghi ngờ là do đầu óc không linh hoạt, phản ứng chậm, hay do ông sâu sắc, không thể hiện nội tâm lên khuôn mặt và thái độ. Ông nín nhịn bà ngoại bao nhiêu năm nay là vì lẽ gì? Trong xóm bà ngoại, đâu phải chỉ mình ông ở rể. Đến ba người lần đó. Một thì làm việc lương cao nên được cả nhà vợ trọng vọng. Một thì tào lao bác xế bị xóm làng coi thường. Mà tay đó bị coi thường cũng đáng đời. Thậm chí con của ổng cũng chẳng xem ổng ra gì. Mẹ vợ ghét bỏ chửi bới suốt ngày. Nhưng có mặt ai thì bà binh vực nói tốt cho hắn. Dù thật sự bà cũng cảm thấy hắn chẳng có gì tốt. Một là cha tôi. Cha tôi khác hai người kia. Và ông cầm củi đi làm, rồi về nhà đúng giờ, không la cà bê tha ngoài đường, ít khi bộc lộ quan điểm của mình, và đặc biệt thương yêu chị em tôi. Cha tôi đã nghe, đã biết về cô Trinh, nhưng cha chưa một lần bày tỏ ý kiến của mình hay tham gia câu chuyện triền miên của chậm. Tôi có cảm giác như nếu sau này ông có phải lòng ai, chắc đứng trước người đó chúng tôi cũng không nhận ra. Hoàn cảnh của cha bây giờ thì không thể tính tới chuyện tục huyền. Thằng chậm không hiểu gì hết. Bây giờ, cha không thể cưới một người phụ nữ tự do, chứ đừng nói chi đến cô Trinh. Ngày mai, tôi sẽ phân tích cặn kẽ cho thằng chậm hiểu ra, để nó tắt suy nghĩ, gán ghép cha cho cô Trinh mới được. Sáng hôm sau, cha tôi ăn ly mì xong rồi đi. Sáng nào, ông cũng dậy sớm nấu cơm và chiên hột vịt cho chị em tôi ăn. Hôm nay, khi thấy cha lọ mọ chuẩn bị vo cơm, tôi vừa ngáy ngủ, vừa nói. Khỏi nấu cơm đi cha, hôm nay tụi con ăn mì. Ông nhìn tôi, cười. Vậy cha châm nước vô bình thủy, sáng hai đứa tự nấu ăn nhé. Tôi và chậm, mỗi đứa bưng ly mì ăn. Tôi nhìn nó dùng lưỡi lôi cọng mì dài ngoằng, từ từ phan vào miệng mà mắc cười. Tôi nói thật nhỏ với nó. Bộ cưng nhất định kêu cha cưới cô Trinh hả? Nó ngậm một họng mì, gật đầu bằng cổ cả bằng má. Có vẻ quyết tâm lắm. Tôi đã ăn xong, bèn nghiêm túc nhìn nó. Có thể cưng còn nhỏ nên chưa hiểu hết vấn đề. Cha mình với cô Trinh sao có thể đến với nhau được? Cho dù hai người có cảm tình, nhưng cưng thử nghĩ coi, hai bên đều nghèo. Cha mình nếu không có bà nội thì nuôi nổi hai chị em mình đi học không? Bây giờ nếu cha có vợ mà phải đèo thêm ông và vợ bệnh hoạn thì cha làm gì có thời gian chăm sóc và tiền bạc để lo lắng cho ông? Có phải tự nhiên ách giữa đèn lại mang vào cổ cha không? Về phía cô Trinh, mình cô lo cho cha còn tối mặt tối mũi, gánh thêm chị em mình dai nào cho cô gánh nữa? Có phải cha và cô dướng vào nhau sẽ khổ cả hai hay không? Nhưng cô Trinh tốt và giỏi giang, lại hiền hậu. Cha không cưới được cổ,
sau này có cưới ai cũng không bằng. Cha chịu chưa chắc cô Trinh đã chịu. Cưng chẳng nhận ra hai người họ không hề có ý gì với nhau sao? Có ý chứ sao không? Có gì á, Cưng chỉ cho chị coi xem. Cô Trinh không có ý với cha, sao cổ và ông Út thương mình vậy chứ? Cha không có ý với cổ, sao lại để mình qua lại với cô Trinh hoài? Trời ơi cái thằng, tôi mắc cười không nhịn được. Nó nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô Trinh và ông Út thương Cưng vì Cưng dễ thương. Cha không ngăn cản vì cha thấy giúp đỡ cô Trinh là chuyện nên làm. Vậy thôi, nghĩ gì vậy? Mà chỉ quá, chị không dung đắp thì thôi á, để mình cấm bạn ra tán vào nghe. Vẫn chưa hiểu nữa hả? Không cần hiểu gì hết á. Trước sau gì á, cha cũng có vợ, mà mình á chỉ muốn cô Trinh làm mẹ mình thôi. Vậy cho hỏi câu cuối nghe, cô Trinh có biết ý định của Cưng không? Thằng Chậm khựng lại một chút, rồi cười trơi, cái mặt lãng nhách. Ai mà dám nói? Sau buổi nói chuyện đó với Chậm, tôi thấy nó không còn nhắc tới chuyện cha tôi và cô Trinh nữa. Nhưng tình cảm của nó đối với cha con cô càng ngày càng kháng khích hơn. Tưởng như vậy rồi sẽ qua. Có ngờ đâu, dạng dợt xoay chuyển không ngừng, đưa con người ta đến những bước đường mà tốt hay xấu, bản thân không thể nào lường trước được. Vài tháng sau, hôm đó là chủ nhật, tôi ra chợ phụ bà nội. Cha tôi đi đám giỗ nhà bạn, thằng Chậm đi đá banh với lớp của nó. Trưa ghé chợ, bà nội mua cho nó dĩa cơm sườn. Nó ăn xong rồi về, còn tôi ở lại đến chiều. Suốt trong thời gian qua, chiều nào Chậm cũng đi bộ vòng vòng sân banh với ông Út. Công nhận nó kiên trì thiệt. Nhờ hay rèn luyện thân thể nên bây giờ nhìn nó khỏe mạnh, chắc nụi, có da có thịt lắm. Nó nhấc bổng tôi lên một cái mà còn quay vòng vòng. Tới chừng tôi la làng, nó mới chịu buông xuống. Nó học cô Trinh làm đồ ăn, rồi ra chợ xin tiền nội mua này mua kia về chế biến. Tất nhiên, khi làm xong một món gì, thì người thử đầu tiên sẽ là cô Trinh và ông Út. Cô Trinh sống khép kín, vậy mà luôn mở lòng với nó mới ngộ. Chiều tối hôm đó, tôi về nhà, Chậm đã làm cơm sẵn hết rồi. Nó đứng ngay cửa phòng chờ tôi. Bên kia phòng, cô Trinh đã khóa ngoài. Cô Trinh và ông Út đi đâu vậy kìa? Bình thường, chưa bao giờ thấy cô khóa cửa hết. Hay là cô dọn đi nơi khác rồi? Không đúng, vậy sao mặt thằng Chậm không hề có vẻ gì buồn, mà coi mồi còn phấn khích nữa? Cha đâu Cưng? Cha ăn cơm rồi, đi uống cà phê với mấy thầy rồi. Vậy mình ăn cơm đi. Nó chặn ngay cửa không cho tôi vào, hất hàm ra vẻ bất mãn. Sao chị không hỏi cha con cô Trinh đâu hết vậy? Vô tình vừa phải thôi chứ. Cái thằng, chuyện nhà người ta mắc gì mình? Thì cũng là hàng xóm thân thiết chứ bộ. Tôi cười xòa, cố tình vuốt ve nó, vì tôi biết nó sắp nổi nóng rồi. Ghẹo Cưng thôi, chị biết trước sau Cưng cũng sẽ kể, nên làm bộ chẳng quan tâm. Thôi vô, vừa ăn cơm vừa kể nha. Ăn cơm á không được nói chuyện. Sợi, nay bày đặt nữa. Thôi, vậy giờ kể đi, nóng lòng lắm phải không? Ông Út với cô Trinh đâu mà đóng cửa phòng vậy? Ông Út á nhập viện ở thành phố rồi. Tôi hoảng hốt thật sự. Ông Út bị gì hay sao mà nhập viện thành phố lận? Trời ơi, rồi cô Trinh có tiền bạc gì không? Cũng may á là hôm nay mình không theo chị ra nội. Chứ thôi cũng không biết gì, sẽ lo chết luôn. Thì sức khỏe của ông Út vẫn như vậy đó, đâu có tăng giảm gì. Nhưng mà hồi sáng có ba cô tới thăm, chị biết ai không? Mình có gặp rồi nè. Làm sao chị biết được? Ai vậy? Là cô Bội, cô Lỡn và bà Sáu Lẻ đó. Ủa, cô Bội là y tá chị biết rồi. Còn hai người kia cùng đi làm mắm với mẹ cô Trinh phải không? Họ về rồi, vậy mẹ cô Trinh đâu? Mà sao tới mười mấy năm mới về? Từ từ, hỏi gì cả đống cả lèn, làm sao trả lời kịp? 19 năm đó chị. Hồi đi á, cô Trinh mới 13 tuổi, giờ 32 rồi. Cô Trinh xém chút không nhận ra luôn. Hai bà về sớm nghe chuyện cha con cô Trinh nên bức xúc lắm, quyết lòng đi tìm. Mà chị biết không, thì ra cô Trinh vẫn còn liên lạc với cô Bội đó.
cho nên cô bộ dắt hai bà tới đây gặp cha con cô Trinh. Nhìn thấy ông Út Xanh giận mét chẹt nên hoảng. Biết ổng không có bảo hiểm y tế nên đưa ổng một tăng lên bệnh viện Chợ Rẫy luôn rồi. Mới thuê xe đi hồi 3 giờ chiều á. Nhưng họ nói sao mà cho tới 19 năm mới về? Họ về còn bà Ba Gắm đâu? Họ kể vậy nè. Hồi ba bà đi á thì đi chung với nhiều người trên một chuyến đò. Đi đường sông là đường tắt đó chị. Nhưng ai dè, giữa chừng thì đò bị trục trặc, vô nước ủng ủng rồi chìm liễm luôn. Lúc ấy mạnh ai nấy phóng, nhưng hai bà cũng như một số người bất tỉnh, mặc cho nước trôi đi đâu thì trôi. Chừng tỉnh dậy á, chỉ thấy có một mình, chung quanh lạ hoắc lạ hơ, nằm trên chiếc tàu bự chán tổ bố. Ai ở đâu ở đó, cũng có ăn cơm đàng hoàng, nhưng trong túi không còn cắt bạc. Chủ tàu nói phải nộp phí cho chuyến vượt biên này. Nghe vượt biên á, là hết hồn, nhưng biết sao giờ? Lên đên trên biển cả hết cả chục ngày, cuối cùng á, tàu tấp vô được trại tị nạn ở Thái Lan. Lúc trên tàu bước xuống á, thì ba bà gặp nhau, mừng không kể xiết. Nhưng rồi sau đó ở trại tị nạn hoài, vì đâu có quen biết ai ở nước tự do mà bảo lãnh qua. Về Việt Nam á, thì phải chờ có dịp chính phủ Thái trục xuất mới về được. Trong túi không có một xu, ba bà chuyện gì cũng làm để sống qua ngày. 15 năm trôi qua như vậy đó, mà phải cực như trâu à. Hầu hạ những người tị nạn có thân nhân sẽ bảo lãnh đi, để họ có chút tiền mà sống. Năm đó, ba bà chăm sóc cho một bà cụ đi cùng với con dâu, chờ con trai và cháu nội lãnh qua. Bà cụ bệnh dữ thần, tưởng tiêu dên rồi, nhưng được ba bà chăm sóc nhiệt tình nên dần khỏe lại. Vậy mà khi qua tới Mỹ rồi, bà cụ buộc con trai phải làm thủ tục lãnh ba bà qua đó chị. Mới có 4 năm nay chứ đâu. Vấn đề chị muốn hỏi là ba bà cùng nhau chịu cực khổ như vậy, sao bà Ba Gắm không về cùng với hai bà kia? Là vậy, ba bà qua rồi được giới thiệu vô làm trong viện dưỡng lão chăm sóc người già, nhất là người Việt. Mỗi bà đều có vài người thân thiết như người nhà vậy. Mẹ của cô Trinh cũng có. Bà kia người gốc thành phố, con cái bận biểu hết, nên bà coi bà Ba Gắm như con. Lúc này bà cụ yếu lắm, sợ không qua khỏi, mà vé máy bay ba bà đã mua rồi. Bà Ba Gắm đành trả vé lại để chờ tiễn bà cụ lên đường, nên không về bận này được đó chị. Nhưng nghe nói bà gửi về cho cha con cô Trinh cả ngàn đô luôn, nên cô Trinh mới có tiền trị bệnh cho ông Út đó. Hai bà còn nói cứ trị cho dứt căng, thiếu bao nhiêu hai bà sẽ bù. Họ còn ở lại 2 tháng lận mà, hễ bà cụ kia đứt bóng hồi nào là bà ba về hồi đó. Chà, bận này bà ba về coi bộ bà hai mệt mình à nghe. Biết cô bộ nói với ông Út sao không chị? Cổ nói, vậy thì anh phải chuyên tâm trị bệnh, chờ chị ba về sum họp. Trời không phụ lòng người ngay, nên đúng thời điểm này anh biết tin của chị ấy. Ông Út vui lắm, soạn đồ đi liền. Có cô Lỡn và bà Sáu Lệ áp giải nữa. Cưng buồn không? Buồn gì mà buồn, mình còn mừng không kịp nữa à. Cô Trinh chỉ bệnh cho ông ba xong rồi á, lại có mẹ Việt Kiều thì đâu còn lo lắng gì nữa. Vậy cha mình không phải có cơ hội ha. Nữa, đi vòng vòng á cũng trở lại chuyện đó ha. Ta nói duyên nợ rồi, có né tránh cũng không được đâu. Mà chỉ biết không, có cô Lĩnh qua nữa, cổ nói chừng ông Út về, cổ sẽ mua tặng cho ông cái bảo hiểm, vì bệnh ông chắc phải tái khám hoài, tiền nào chịu nổi. Cô Trinh dặn mình với cô Lĩnh đừng có la chuyện này, cho nên á, mình chỉ kể nghe thôi, chị cũng đừng có la nghiêng. Tôi mắc cười, nó tưởng ai cũng quan tâm cô Trinh như nó chắc. Nhưng thật lòng, nghe chuyện tôi cũng mừng cho cô lắm, chắc là cô sẽ hết khổ ngay thôi. Hai bà bạn cùng đồng cam cộng khổ với bà ba đã không ngại ngần, không sợ tốn kém mà đưa ông đi viện trị bệnh. Nhất là cô Lĩnh, không ngờ cô Lĩnh miệng bằng tay, tay bằng miệng mà tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hỗ trợ cho người trong cơn hoạn nạn. Nếu như trên đời ai cũng được như cô thì đâu có những mảnh đời bất hạnh đầy dẫy ra đó. Một tháng trôi qua, ngày nào thằng Chậm đi học về cũng thắt tha thắt thỏm ngó chừng cửa phòng cô Trinh coi có mở chưa. Chờ đợi lâu như vậy nên nó sốt ruột,
cứ càng nhàn với tôi miết. Bệnh gì mà trị lâu dữ thần không về, tiền phòng tới nữa không đóng họ đuổi cho coi, đuổi rồi tới chỗ khác đâu có khách mà may giá nữa. Hai, lo gì không biết, bây giờ người ta có mẹ Việt Kiều rồi mà. Mẹ mẹ chứ. À, hay là hôm nay bà ba về rồi nên ông Út ở lại bệnh viện trị cho hết bệnh luôn ta. Có khi nào bà ba về giành lại nhà, rồi cha con họ về đó ở luôn không? Vậy thì mừng cho cổ chứ sao. Mừng gì mà mừng, đúng như vậy thì cha hết cơ hội rồi. Thôi, đừng có lãng nhách vậy đó. Cưng thương cô Trinh thì hãy cầu mong cho cha cô dứt bệnh, cho cổ mọi việc đều suôn sẻ. Cổ sống sao vui vẻ là được, cổ cũng đâu có nghĩ gì về cha mình, gán ghép như vậy không có tốt đâu. Chậm biểu môi liếc tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình, nhưng cũng không trả treo gì. Tôi biết nó nhớ cô Trinh và ông Út. Không có ông Út, nó vẫn đi bộ mỗi chiều đều đặn, nhưng chỉ hơn nửa tiếng rồi về, vì đâu còn ai ngồi lại để tám với nó nửa tiếng nữa. Tính từ ngày cô Trinh đưa cha đi trị bệnh đến nay là 1 tháng 2 ngày, thì trưa hôm đó, khi chị em tôi sắp đi học, thì cô Trinh về. Cô về chỉ có một mình. Thằng Chậm đã thay đồ xong rồi, nó mừng rú lên, chạy riết qua chộp lấy tay cô Trinh. Tôi cũng theo qua. Cô Trinh ốm nhách, xanh mét và đôi mắt sưng bụp như đã khóc quá nhiều. Linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nhưng tôi thật sự không dám hỏi. Chỉ có thằng Chậm vô tâm vô tư, nó ngó giáo giác. Ủa, ông Út đâu? Sao không về với cô? Như chạm vào nỗi đau của cô Trinh, nước mắt cô lại tứa ra. Cô lắc đầu. Ông Út không còn nữa Chậm ơi. Trời đất ơi, không còn là sao? Ông mất rồi, cha cô mất rồi. Cô Trinh khóc nghẹn ngào, thằng Chậm cũng nghẹn ngào theo. Ông Út chết rồi hả? Mà sao lại chết chứ? Ông đang mạnh sân sẩn, chiều nào cũng đi bộ với con mà. Tự nhiên đưa ông đi bệnh viện điều trị cái gì á, mà đến nỗi chết không về tới nhà vậy? Ông chết bao lâu rồi cô? Đi khám lòi ra bệnh gì vậy cô? 5 ngày trước, lên đó bác sĩ nghi là cha cô bị ung thư phổi, nên lấy một chút phổi làm sinh thiết. Dạ đau, quá nặng, thời kỳ cuối rồi nên chuyển qua bệnh viện ung bướu. Mà cha cô không chịu phẫu thuật, không hợp tác với bác sĩ, cứ đòi về nhà, không cho dao kéo gì xâm nhập vào người hết. Mòn mỏi dần dần á, rồi ra đi. Bởi vì trước đó ông Út đã căn dặn rồi, hãy để ông nhẹ nhàng mà đi, chứ đừng lôi kéo cái xác không hồn. Rồi cô chôn ông ở đâu vậy cô? Cô hỏa táng ông rồi, hũ tro cốt cô gửi trong chùa. Chừng nào cô có nhà cửa đàng hoàng sẽ đưa ông về. Trời ơi, sao cô không chờ mẹ cô về vậy? Trước khi mất á, ông nói với cô dài nè. Cha biết mẹ con không còn đâu, là do hai chị ấy an ủi cho cha có động cơ trị bệnh thôi. Chứ nếu như mẹ con còn sống thì giá nào cũng về cùng hai bà. Chỉ trừ trường hợp cô ấy đã có chồng khác nên mới gửi tiền cho cha con ta mà không lộ diện. Rồi cô nghĩ sao? Cô không tin mẹ cô có chồng khác. Vậy cô tin bà không còn à? Thế thì 1.000 đô từ đâu ra? Cha cô nói là do dì lớn đã làm mất mẹ, nên dì ấy muốn bù đắp cho cô thôi. Tôi thấy đã gần đến giờ học rồi, mà Chậm phải đi xa hơn, nên tôi vội vã nói. Hoàn cảnh cô làm động lòng chị em con lắm. Thằng Chậm nhớ ông Út, nhớ cô, nên ngày nào nó cũng trông chừng cửa phòng cô. Bây giờ cô về rồi, thôi đi học Chậm ơi. Về rồi hỏi cô Trinh tiếp nghiêng. Nghe tôi nói vậy, cô Trinh đang ngồi trên ghế bố của cha cô. Cô cầm tay Chậm, ngước lên nhìn nó. Tôi chợt nhận thấy, ánh mắt cô nhìn Chậm tràn đầy sự thương yêu và tính cẩn. Đi học đi con, về rồi cô kể tiếp cho nghe. Chậm xoay tay lại, nắm lấy tay cô, siết chặt. Con đi học đây, nhưng cô đừng buồn nữa nghe. Có chuyện gì, hãy tâm sự với con. Cô cười.
nụ cười héo hắt, thấy mà chạnh lòng. Cô nói là nói vậy cho chậm yên tâm đi học thôi. Lẽ nào cô lại đi tâm sự với một thằng bé 13 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới chứ? Buổi chiều, chậm không đi bộ nữa, mà hượt qua phòng cô Trinh. Cha tôi nhìn theo lắc đầu. Hời, kệ nó đi con. Chắc cô Trinh cũng muốn con người bầu bạn. Lần đầu tiên tôi nghe cha tôi nói tới hai từ cô Trinh. Thằng chậm ở phòng cô Trinh đến hơn 9 giờ tối. Cha dục tôi qua kêu nó về học bài, mai còn đi học nữa. Vậy mà khoảng 15 phút sau, nó mới lò dò về. Nó chui vào mùng. Cha tôi hỏi. Không học bài hả? Mai sáng con học, giờ có học cũng không vô. Tôi nhìn nó cũng buồn rũ ra, không khác gì cô Trinh. Cũng tội nghiệp, mất bạn chơi cờ và đi bộ rồi. Tôi không định bắt chuyện với chậm, vì tôi biết, hễ bây giờ mà tôi khui ra là nó sẽ nói huyên thuyên không ngừng luôn. Tôi không muốn cha tôi bận tâm nhiều, nhưng mà nó nằm im cũng đâu có được. Chậm chống tay lên đầu, nghiêng qua nhìn cha tôi, gọi khẽ. Cha! Gì nữa đây? Bây giờ ông Út không còn nữa, mà mẹ đã mất lâu rồi. Cha cưới cô Trinh đi cha. Nữa, cứ vậy không à? Con nói nghiêm túc đó, cô Trinh có một mình à, tội nghiệp lắm. Tôi xen vào. Muốn cưới cũng phải để cô mãn tang, chứ cha mới chết mà có chồng ai coi cho. Mãn thì mãn, miễn bây giờ cha tấn công đi, hễ cô ấy ok thì để đó chừng mãn tang cưới. Cha tôi gắt lên. Thôi mệt quá, ngủ đi. Con nít con nôi mà bày đặt làm mai làm mối. Làm mai làm mối gì cha? Con tìm vợ cho cha mình á, cũng như tìm mẹ cho mình thôi mà. Ta nói ngủ nghe chưa? Không bàn nữa. Chậm có vẻ ấm ức lắm. Nó nằm lăn qua lộn lại một hồi, rồi lò dò dậy, soạn tập, học bài. Chắc là nó ngủ không được vì trăm mối trong lòng. À, cái thằng này. Sáng lại, cha tôi vào trường. Một lát sau, cô Trinh đứng trước cửa phòng tôi, ngoắt thằng chậm ra, đưa nó sắp tiền và nói với nó. Bây giờ cô lên chùa để chuẩn bị cúng tuần thất cho cha cô. Con đưa tiền này cho chị con, nhờ đóng tiền phòng 2 tháng cho cô nha, tháng rồi và tháng này. Nhưng tháng rồi cô đâu có ở đâu. Không ở, nhưng cũng chiếm phòng của người ta rồi con. Cô đi chiều mai mới về hả? Cô Trinh gật đầu, rồi xoa đầu nó, cười. Chậm ngoan, cô đi xa, nhớ chậm nhất luôn đó, biết không? Thằng chậm lý nhí. Con cũng nhớ cô nữa. Hai cô cháu họ làm tôi cảm động, suýt khóc luôn. Cô Trinh đi rồi, chậm ngồi kể tôi nghe câu chuyện hôm qua, nó biết được từ lời tâm sự của cô Trinh. Thằng chậm này, không biết nó khoái cô Trinh cái kiểu gì, mà mặc dù cha tôi làm thinh, không hề có một ý gì là tán thành yêu cầu của nó, và tôi cũng đã phân tích cho nó nghe tỉ mỉ vấn đề hết rồi, mà nó cũng chẳng quan tâm. Thọt ra học lại cho bà nội nghe sạch bách, không thiếu một chi tiết nào. Hễ chuyện gì có lợi cho cô Trinh là nó kể ra tuốt tuồn tuột. Sáng bữa đó, khi vắng khách, bà nội hỏi tôi. Cái cô Trinh gì đó, coi được không Thủy? Ủa sao bà nội biết cô Trinh? À, chắc thằng chậm thầy lại rồi. Đừng kêu nó bằng chậm nữa con, kêu bằng Nhật đi. Quen miệng mười mấy năm rồi nội, tên chậm á, nghe cũng dễ thương mà nội. À, đành vậy, nhưng nó cũng lớn rồi, kêu chết danh á, tội nghiệp. Trong xóm bà ngoại, có ai biết nó là Nhật đâu, một chậm hai chậm mà. À, từ từ rồi cũng quen, bây giờ người gọi nó tên Nhật nhiều hơn tên chậm mà. À, nhưng nội hỏi cô Trinh chi vậy nội? Thằng Nhật á, nó muốn cha nó cưới cô Trinh lắm. Hai, nó nói hoài mà cha con cứ nạt ngang thôi. Hồi đó cô Trinh có cha bệnh hoạn hoài, bây giờ cô đang có tang, làm sao cưới? Giả lại, cha con với cô đâu có tình ý gì đâu bà nội. Hồi cha con cưới mẹ con, thậm chí hai đứa chưa nói chuyện được chục câu,
cũng ở với nhau hai mặt con có gây gỗ gì đâu. Vậy là bà nội chịu cưới cô Trinh cho cha con hả? Bà chỉ sợ hai đứa con sau này có mẹ ghẻ ngược đãi. Nay nghe Nhật nói, cô đó hiền lại thương nó, nên nội cũng muốn dò mặt thử. Nếu nội đồng ý rồi, chắc gì bà ngoại con chịu. Mẹ con mất cũng nhiều năm rồi, cha con vẫn ở vậy. Nhưng cha con cũng phải có hạnh phúc của mình chứ. Sau này hai đứa lớn rồi, có gia đình riêng, thì cha con sẽ cô độc lắm biết không? Mà bà hỏi thiệt nè, nếu như cha con có vợ nữa, thì con có nhận người ta không? Tất nhiên là có chứ nội. Tụi con cũng phải để cha có người bầu bạn chứ nội. Mẹ ghẻ tốt thì tụi con ở chung, mẹ ghẻ xấu thì tụi con đi làm ít khi về nhà. Miễn bà ấy chăm sóc thương yêu cha con là được. Ồ, con biết nghĩ vậy, bà nội mừng lắm. Nếu như hai đứa đồng ý thì để bà nói với bà ngoại cho hai đứa về ở. Sau này bà ngoại già yếu, chị em chăm sóc bà. Có khi bà cho nhà cửa lại chị em con nữa. Còn cha con thì cứ để nó ở với vợ ngoài phòng trọ cũng được. Thằng Chậm nó không chịu đâu nội. Thứ nhất nó không chịu về ở với ngoại. Thứ hai nếu cha con cưới cô Trinh thì nó sẽ ở cùng cô Trinh. Còn cha con mà cưới người khác, chắc nó ghét mẹ ghẻ lắm đó nội. À, thằng đó cô dạy mà khó lòng hen. Nhưng thôi, để nội vô gặp cô Trinh của nó một lần coi sao. Mà nội biết không, cha con lầm lì lì, không có biểu cảm gì hết. Có để ý cô Trinh hay không mình cũng không biết, vì đâu có nghe ông nói gì. Thậm chí qua cửa phòng cô Trinh coi ông Út đánh cờ với mấy thầy, cha con cũng không dòm qua cô Trinh một cái nữa là. Nó nhát gan nào vợ mà. Nhát gì nữa mà nhát nổi. 40 tuổi chứ bộ nhỏ ha. Thì cứ từ từ chờ coi sao. Phải duyên phải nợ thì chạy đâu cũng không khỏi. Nhưng biết người ta có chịu ưng cha của con không nè. Bà nội nói vậy, tôi tưởng là cũng phải sắp xếp thời gian bà mới vào coi mặt cô Trinh. Ai ngờ đâu, chủ nhật tuần đó, bà mượn thím Út coi sạp, rồi vô liền.